Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Nam Bộ ban ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn với nền nhiệt phổ biến từ 25 đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, đề phòng tình trạng ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp. Còn tại Bắc Bộ, trong khi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa dông, thì khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng Bằng lại tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 36 độ. Tương tự, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, thậm chí nắng nóng gay gắt vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 7, còn ở Trung Bộ thì từ ngày 15 tháng 7 nắng nóng mới dịu dần. Khép lại một chuyến nắng chuyển mưa sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.